Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với bản tin Anh Em Update được phát sóng vào 19h30 phút mỗi cuối tuần. Trong tuần vừa qua thì thực sự đã có một sự việc mà đã khiến cho cộng đồng mạng một phen rúng động. Vậy, sự việc đó là gì? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vâng, và sự việc đó thì không gì khác, đó chính là sự việc Netflix mua lại tên miền của phim mới. Nghe thì có vẻ rất là căng thẳng đúng không ạ? Vậy thì thực hư sự việc này là như thế nào? Mình sẽ chia sẻ với anh em ngay sau đây. Trong tuần qua, khi người dùng truy cập vào website phimmới.net, thay vì hiện ra trang web phim lậu như thường lệ thì người dùng sẽ được chuyển hướng sang Netflix, một nền tảng xem phim trả phí đang rất được ưa chuộng hiện nay. Cũng vì lý do đó mà nhiều người đã cho rằng Netflix chính là trùng cuối đứng đằng sau sự việc này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì chúng ta mới biết được rằng tên miền phimmới.net vẫn đang còn hạn cho tới năm 2025. Điều này đồng nghĩa việc rằng là Netflix chưa từng có cơ hội để mua lại tên miền này như nhiều khán giả vẫn nghĩ. Ngoài ra thì Netflix cũng đã chính thức có phản hồi về sự việc này và nền tảng này cho biết họ không hề có liên quan đến sự việc của phimmới.net. Tuy nhiên thì qua sự việc kể trên, một điều tích cực đã hiện ra, đó chính là có rất nhiều người ủng hộ xem phim ở trên Netflix, đã có rất nhiều người ủng hộ việc sử dụng những nền tảng trả phí để xem phim chứ không còn ủng hộ xem phim lậu như là ngày xưa nữa. Ngô Minh Hiếu hay còn được mọi người biết đến với cái tên quen thuộc hơn là Hiếu PC mới đây đã có những chia sẻ với khán giả về những câu chuyện đằng sau công việc mà anh đang làm. Trong những chia sẻ của mình, anh cho biết người Việt Nam hiện tại chưa có nhận thức cao về những thông tin cá nhân mà họ chia sẻ lên mạng. Nhận thức của người Việt Nam vẫn còn kém và ngây thơ mà không lường trước được những rủi ro của những thông tin mà mình đang chia sẻ. Nếu như thông tin cá nhân bị lộ hoặc giao bán thì sẽ rất khó lường. Tuy nhiên ở thời điểm công nghệ phát triển như hiện tại thì anh cũng nói luôn, việc chia sẻ và để lộ thông tin cá nhân là điều khó tránh khỏi. Thậm chí chính Hiếu PC cũng đã bị lộ những thông tin riêng tư, ví dụ như là ngày sinh, quê quán, gia đình, thậm chí là cả hộ chiếu nữa. Anh cũng chia sẻ những kẻ xấu đã sử dụng những thông tin này để làm giả và mạo danh, khiến cho bản thân bị ảnh hưởng khá nhiều. Và Hiếu PC thì đang là một trong những cái tên rất quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam trong thời gian gần đây, khi mà anh liên tục có những giúp đỡ hệ thống an ninh mạng tại Việt Nam. Hiện tại anh cũng đang làm việc tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia và hiện đang là một chuyên gia an ninh mạng được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng Việt Nam. Anh em có thể xem full video cuộc nói chuyện của Hiếu PC trên kênh YouTube của Vietcetera, và sau cuộc nói chuyện này thì mong rằng là chúng ta sẽ hiểu hơn về tầm quan trọng của thông tin cá nhân trong thời đại công nghệ số ngày nay nhé. Càng gần ngày ra mắt chiếc Samsung Galaxy S22 thì chúng ta lại càng có thêm nhiều hình ảnh leak để có một cái nhìn hoàn thiện hơn về chiếc máy này. Mới đây lại có thêm những hình ảnh rò rỉ về chiếc Samsung Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra. Cụ thể thì đối với lại chiếc Samsung Galaxy S22 và S22 Plus, nó sẽ có 3 camera ở phía sau. Còn đối với phiên bản cao cấp nhất là S22 Ultra thì chúng ta sẽ có tới 4 camera đi kèm với hệ thống lấy nét bằng laser. Ngoài ra thì trang tin Ice Universe cũng đã tiết lộ một vài thông tin về mặt trước của những chiếc máy này. Cụ thể thì chiếc S22 và S22 Plus sẽ có mặt trước khá quen thuộc với thiết kế bo tròn. Còn riêng đối với S22 Ultra thì nó sẽ được làm theo dạng là vuông vức hơn, giống với lại dòng Galaxy Note của đợt trước. Viền màn hình của cả ba máy nhìn cũng rất mỏng và quyến rũ. Chiếc Samsung Galaxy S22 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 2 sắp tới. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà muốn sở hữu chiếc máy này thì anh em hãy cố gắng là đợi thêm một thời gian nữa nhé. Hoặc là nếu như mà anh em nào mà không đợi được thì anh em có thể lên đời chiếc Samsung Galaxy Z Fold và Z Flip 3 tại Cellphone. Hiện tại thì cả hai mẫu máy này đang có mức giá rất tốt và nếu như mà anh em nào mà lên đời thì sẽ còn được trợ giá và rất nhiều ưu đãi khi mà anh em mua hàng. Chi tiết về chương trình này thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới để cho anh em có thể tham khảo thêm nhé. Như mọi khi thì chúng ta sẽ nói về những công nghệ mới và hay ho trong tuần vừa qua, và công nghệ rất thú vị của tuần này chính là một cảm biến camera chỉ nhỏ bằng kích cỡ của một hạt muối mà thôi. Điều đặc biệt là kích thước của camera này chỉ là 0,5mm và cảm biến camera này được thiết kế trên một siêu mặt phẳng cực kỳ mỏng và có thể hoạt động như là một cảm biến camera bình thường. Cảm biến này sẽ kết hợp cùng với thuật toán AI để tạo ra những hình ảnh chất lượng cao với đầy đủ màu sắc. Và tất nhiên là các nhà nghiên cứu tới từ Đại học Princeton và Đại học Washington cũng đã thu thử hình ảnh bằng chiếc camera siêu độc đáo này và kết quả thì khá là mỹ mãn, anh em có thể thấy ở trên màn hình. Thiết bị này thì nhiều khả năng sẽ được phát triển để trợ giúp các bác sĩ để có thể theo dõi chi tiết hơn những hình ảnh trong cơ thể, và mong rằng là cảm biến này sẽ được hoàn thiện và đưa vào cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần. Vâng, và đó tất cả những thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em trong bản tin Anh Em Update của tuần này. Mong rằng là anh em sẽ có một cuối tuần vui vẻ bên gia đình cũng như là người thân và chuẩn bị cho một tuần chạy deadline Giáng sinh sắp tới. Cảm ơn anh em. Bye bye!